Vâng, bây giờ là đúng 10 giờ tối ngày 27 tháng 12 dương lịch. Đấy. Là chúng tôi đang trực tiếp bàn giao một chiếc sập thờ cho một nhà thờ họ Nguyễn Văn. Vâng, đây là hình ảnh trước mặt quý vị, đây là một bác trưởng họ này. Đây là hình ảnh của bác trưởng họ đang hơi nhiều thu một chiếc. Vâng, thế cái là oa rồi, áo đấy là oa rồi. Vâng. Vâng. Đấy là một chiếc sập thờ là có kích thước là dài 2m27 và rộng 1m27, cao 1m27 bằng gỗ mít ta 100%. Vâng. Vâng, trực tiếp là bác Thanh là trưởng ban xây dựng nhà thờ đúng không? Vâng, đã vào đặt cơ sở đồ gỗ Tùng Táo. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện và ra bàn giao cho bác đúng 10 giờ tối ngày âm lịch là ngày 21 tháng 11 năm 2018 và 10 giờ đêm ngày đúng giờ tốt ngày đẹp đây. À, ngày mai là để khánh thành nhà thờ họ và chọn giờ đẹp của hôm nay đã đưa về rồi. Đó. À, đây là bác trưởng họ này. Còn bác Thanh này là gọi là phó họ, phó trưởng họ. Rất đẹp, nhà không gian phòng thờ rất đẹp. Vâng, thế em xin cảm ơn bác Thanh và gọi là bác trưởng họ nhé, và đã tin tưởng và đã dùng đồ của cơ sở đồ gỗ Tùng Táo tôi. Vâng, xin cảm ơn và chúc toàn thể họ Nguyễn Văn có một sức khỏe tốt, chuẩn bị đón xuân mới, làm ăn dồi dào, phát tài, phát đạt nhá. Vâng, xin cảm ơn bác cửa họ và toàn thể họ Văn Nguyễn Văn. Và xin hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé.